trồng sen đá vàng. Rất là đơn giản. Để trồng cây sen đá vàng đầu tiên này, các bác chỉ cần một cái chậu nhỏ thôi. Nếu các bác muốn mà để trồng lâu dài luôn, không cần phải đánh sang chậu khác, thì các bác làm một cái chậu to, lớn. Đây, giống như cái chậu này nhà tôi. Chậu to như này. Đấy. Các bác đánh sang. Đánh sang sau đó khi về sau đã dâm rồi, lớn rồi, các bác có thể chuyển sang chậu to hoặc không có. Các bác có thể vẫn để chậu này, nhưng chậu này thì tuy nó hơi ít đất, hơi ít đất thì nó sẽ được rất là nhiều, rất là ít rễ và cây nó không được tốt. Nhưng các bác nhìn đây, trong cái chậu nhỏ nhà tôi như này, nhưng cây sen lá vàng mình chỉ cần đặt ở trong bàn thì chỉ cần cái chậu nhỏ như thế này thôi ạ. Đây là một cái hộp kem. Hộp kem ăn hết thì bắt đầu tôi lấy để trồng làm chậu cây. Nếu có thể chúng có điều kiện chúng ta trang trí ở xung quanh này sẽ rất là đẹp, đúng không ạ? Và đây, các bác nhìn đây, những cây cành nhỏ tôi đang ngắt ra, trồng hoa sen đá vàng rất là dễ nhé. Tôi ngắt ra sau đó tôi dâm vào đây, cắm, chỉ cắm nó xuống đất sâu một chút thôi để cho cái đoạn rễ của nó có thể mọc được. Đây là các bác này. Ví dụ này, chỉ cần bẻ cái gốc của nó như thế này thôi này, các bác nhìn thấy chưa? Một cái cành nó có nhánh như thế này, hoặc là không có nhánh thì nó có gốc như thế này. Các bác bẻ ra, sau đó các bác trồng xuống đất thôi, dâm xuống đất một thời gian sau nó sẽ lên và nở ra được hoa. Giống như cây sen đá vàng này nhà tôi đây, tôi cũng mới dâm được chưa đầy một tháng, các bác nhìn thấy không? Từ hôm Tết đấy ạ. Là bắt đầu là tôi có một cái chậu nữa, là tôi lại bắt đầu tôi bẻ nhánh của nó và để tôi trồng. Nó rơi lên dễ lắm các bạn. Và sen đá vàng này thì thế nào? Đây. Và khi nó lên thì các bác nhìn này, nó lên đầu tiên nó lên những cái nhánh nhỏ nhỏ như vậy. Đây các bác nhìn ở bên trong rất là nhiều nhánh nhỏ này. Đấy. Nhiều nhánh nhỏ như này. Và nó nở ra các bác nhìn này. Đấy, bông hoa sen đá rất là đẹp. Đây gọi là hoa sen đá vàng. Các bác nhìn thấy không? Nếu như ở ngoài ánh nắng thì màu của nó rất là vàng. Đấy. Đây phía này là phía nhiều nắng nhất đây, các bác nhìn này. Màu của nó rất là vàng, rất là đẹp. Nhưng ở bên trong không có ánh nắng, các bác nhìn thấy không? Đấy. Ngoài ánh nắng thì nó vàng mà nó hơi đỏ. Các bác nhìn này, nó được cây sen đá vàng này nhá, nó có đủ chất dinh dưỡng cho nên là nó cái cánh của nó căng mọng, các bác nhìn thấy không? Mọng cánh cực kỳ và nó dày. Các bác nhìn thấy chưa? Đây. Đấy, các bác nhìn thấy không? Ở bên trong này không cần ánh nắng mặt trời, các bác nhìn hoa nó bắt đầu ở cành, bông nó bắt đầu khác chưa? Những cái lá của nó các bác nhìn nhé, nó không phải là màu đỏ, nó chỉ hơi hơi có một chút màu đỏ thôi, còn nó xanh và nõn của nó nở ra, các bác nhìn thấy không? Khi nõn nở ra rất là đẹp. Đấy. Tôi rất yêu cây sen đá vàng này. Cây sen đá vàng này tôi được một người bạn ở đi, một người bạn là người lính ở ngoài đồn biên phòng đi thăm quần đảo Trường Sa và đã mang về một nhánh, tặng cho tôi, và bắt đầu từ đó tôi dâm ra, cách đây cũng đã tầm 7 năm rồi. Bắt đầu thì nó sẽ, đây các bác nhìn này, nó về mùa, bắt đầu về đầu mùa xuân thì bắt đầu nó lở hoa, nó ra nụ, và bắt đầu nó nở những bông hoa trắng muốt, các bác nhìn thấy không? Bông hoa trắng muốt, đây là nó đã gần tàn rồi. Đấy, còn bông hoa trắng muốt rất là đẹp. Đây ở nhiều ánh nắng cho nên nó như thế này, các bác nhìn thấy chưa? Rất nhiều ánh nắng và nó không được có nhiều những cái chất dinh dưỡng cho nên là cái bông hoa nó cằn hơn. Nhưng mà hoa sen đá vàng này nó sống ở phong ma bão táp và ở trên núi đá nhiều ngoài quần đảo Trường Sa ấy, các bác ạ. Chính vì vậy mà cho nên là kể không cần chất dinh dưỡng nha các bác nhé, nó vẫn cứ lên rất là tốt, càng cằn nó lại càng lên tốt. Đây cái này các bác nhìn này, có thể chúng ta cắt ra được ngay, nó có rễ mà, các bác nhìn thấy không? Đấy, những cái gốc này nhá, gốc nhỏ này nó có rễ này và chúng ta có thể sẵn sàng cắt ra được ngay. Đấy, những cái nhánh này này. Đấy, các bác cắt ra và dâm trồng rất là dễ lên. Đây cũng là một cây sen đá nhà tôi, từ một nhánh nhỏ đấy tôi trồng ra được rất nhiều. Đấy, các bác nhìn chưa, bông hoa nó nở bung ra màu trắng trong muốt rất là đẹp. Những cái màu đỏ này là nó đã rụng hết cánh hoa rồi nhé các bác nhé.
màu đỏ hồng nó rụng hết cánh hoa rồi. Hoa thì năm bông hoa nở năm cánh tròn xoe, cánh của nó hơi dài một chút. Đã nhìn thấy không? Tôi gọi đó là hoa sao. Đầu tiên tôi không biết tên nó, tôi gọi đó là hoa sao. Nhưng sau đó thì khi tôi tìm hiểu và tôi biết đây là cái hoa sen đá vàng. Các bác nhìn thấy không? Nụ của nó, chùm nụ của nó mới đầu nở ra nó chỉ thế này thôi. Nhưng mà các bác nhìn khi nó nở ra nó bung ra bông hoa rất là đẹp. Đây ạ. Tôi rất yêu cây sen đá này nhà tôi. Các bác nhé. Khi nó nở ra, ong bướm đến rất là nhiều. Hôm nay là thời tiết nó vừa mới thay đổi cho nên là buổi sáng trời hơi lạnh cho nên là chưa có những chú ong với chú bướm. Đấy các bác nhìn thấy không? Và đây tiếp theo tôi xin giới thiệu. Đây các bác này, nó lại đang bắt đầu tiếp tục này. Các bác nhìn thấy không? Đang tiếp tục chuẩn bị ra hoa tiếp này. Đầu tiên nó chỉ cái nhị nhỏ nhỏ như này thôi, nhỏ xíu. Đây cây này nó ở dưới trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời cho nên là màu nó đỏ như thế này này. Nó chỉ cái nụ nhỏ xíu như này thôi. Đây, xong sau đó dần dần các bác nhìn này, nó nở bung ra như thế này. Nở bung ra như thế này. Đấy. Đấy chưa, các bác nhìn thấy chưa? Các bác nhìn này, nó có rất nhiều nhánh nhỏ. Đấy. Đấy, các bác nhìn nhá, các bác ngắm kỹ mà xem. Rất là đẹp. Đây, chúng ta chỉ cần cắt từ cái chỗ này ra cái chỗ ta trồng thôi. Cắt từ chỗ này ra chúng ta trồng thôi là được ngay một cây. Hoặc là cắt ở chỗ này ra trồng sẽ được ngay một cây. Và dần dần nó sẽ lớn rất là nhanh các bác nhé. Chỉ 1-2 năm sau thôi, lớn nhanh mà hoa bắt đầu nở ra. Đấy như những cây này, chậu này nhà tôi này. Chậu này thì được tầm khoảng 4 năm rồi các bác này. Các bác trồng chậu muốn là hoa nở nhiều đẹp và để được lâu, trồng được lâu thì các bác trồng chậu to một chút. Cái chậu này nhà tôi vẫn chưa ưng đâu. Nhưng mà bởi vì là của nhà có thế nào thì dùng thế cho nên là tôi mới dùng để làm cái chậu này. Chứ còn thực ra tôi muốn chậu nó to hơn cơ. Đây này, bởi vì các bác quan sát tiếp một cây hoa nữa nhà tôi này. Đấy, các bác nhìn xem nhé. Đây, cây hoa này. Cây hoa này quá nhiều hoa đúng không ạ? Đỉnh cực kỳ luôn. Tôi rất yêu cây hoa này. Đây, các bác nhìn này. Đấy, bắt đầu nó nở ra rất nhiều nhánh nhỏ này, các bác nhìn thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì nó không còn chỗ, không còn đất nữa. Chính vì vậy mà nó nở ra những nhánh nhiều quá và những nhánh nó rất là bé các bác ạ. Đấy, cho nên để mà cây sen đá vàng nở được đẹp này, có nhiều hoa này các bác ạ, các bác nên trồng ra một cây to, một cái chậu to. Đây, cái chậu này cũng là chậu nhỏ. Và cây này của tôi thì trồng từ năm 2001 à, không hai không phải 2001 mà 2009 thì là bắt đầu là nhà tôi được nhận một cái món quà tặng của người bạn ở Trường Sa về và bắt đầu tôi trồng. Tôi trồng thì đầu tiên nó cũng chỉ là cái nhánh nhỏ như lúc đầu tôi giới thiệu với các bác thôi các bác ạ. Thế nhưng mà bắt đầu khi mà nó lớn lên đấy các bác nhìn xem, bắt đầu tôi ưng ý cực kỳ luôn. Cái nhánh nhỏ nhìn nó đã đẹp rồi, thế nhưng bây giờ nó lớn lên nó trở thành một chậu hoa to như thế này. Các bác thử nghĩ xem, ai mà chẳng yêu đúng không? Sáng dậy có một chậu hoa trắng muốt ngắm này, dọc nhà tôi, các bác nhìn nha, dọc nhà tôi này. Đấy, trồng bắt đầu từ dưới lên này và dọc trên những bồn nhà tôi này. Chậu này tôi đặt suốt ở đây, kể cả mưa gió bão cũng không hề có vấn đề gì hết cả nha bác nhé. Đấy, chỗ này này, đây chỗ này là một chậu này. Đấy, chỗ này một chậu này và chỗ này cũng một chậu này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Và những chậu hoa này thì dần dần sẽ cho chúng mình rất nhiều hoa đẹp các bác ạ. Và sen đá này thì một năm nó nở hai lần. Lần đầu tiên nó vào mùa xuân như thế này, hoa nở trắng muốt. Đầu tiên nó vào mùa xuân như thế này và khi hết mùa xuân thì đến tầm tháng 4 là hoa tàn hết sạch các bác nhé. Bây giờ đang tháng 3 là tháng hoa nở rộ và đến sang tháng 4 thì hoa tàn hết sạch. Sau đó thì gần đến tháng 8, tháng 9 thì bắt đầu nó lại ra một đợt nụ mới. Một đợt nụ mới xong sau đó thì là nụ ra hết thì là hoa đến tầm tháng 10 là kết thúc hoa. Và bắt đầu nó lại nuôi dưỡng chất, nó cho cung cấp dưỡng chất để cho thân cây và bắt đầu để chuẩn bị cho mùa xuân năm sau nó lại ra một đợt hoa nữa. Tôi rất yêu quý cái chậu hoa sen đá này của nhà tôi. Vì nó, các bác nhìn thấy mà xem, sáng hay ra mình mở mắt ra mình nhìn thấy một chậu hoa trắng muốt cực kỳ đẹp mà một màu xanh xen lẫn màu vàng của những chiếc lá của nó này.
và trông nó giống như là những đài sen, trông rất là đáng yêu các bác ạ. Đấy, các bác nhìn thấy không, nở rất là mau, rất là đẹp, yêu vô cùng ấy. Nếu bác nào có nhã ý muốn trồng ươm mầm cây sen đá thì hãy liên hệ với cửa tôi, sau đó tôi sẽ gửi tặng các bác một nhánh sen đá nhỏ thôi, nhánh sen đá nhỏ này, và chúng ta về chúng ta bắt đầu trồng để ươm ra. Chỉ cần sau khoảng độ 7-8 năm thôi, các bác sẽ có một chậu hoa đẹp ưng ý như thế này. Tôi không chăm sóc nhé, bởi vì như nếu như mà bình thường là vườn thực vật là người ta phải có kỹ sư chăm trồng, thế nhưng vườn nhà tôi không có kỹ sư chăm trồng, tôi chỉ trồng như thế này thôi đấy các bác ạ. Và trồng như thế này xong dần dần hàng năm nó nở ra, các bác nhìn đây. Đấy, đẹp không? Rất là yêu. Đấy, nếu các bác nào muốn thì liên hệ với tôi nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái phần chăm sóc trồng hoa cây cảnh tiếp theo. Thân ái tạm biệt.